Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Mình đi giao sẵn, mình sẽ lấy hai tổ kiến về. Tết này mình nằm ở nhà, mình canh igu đẻ. Còn đây là cái tên của anh. Ôi ôi, đây các bạn, Nam Ngô Farm nha, Macbay HP Limited nha các bạn. 3 tuần đúng không anh? Anh em mình hẹn nhau 3 tuần. 3 tuần. 3 tuần mới xong được hai cái hộp. Rồi, lên. Nói thôi luôn. Ê, đây rồi này, công nghệ mới các bạn, mở đèn lên cho phải rõ, cộng 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 đèn nó mới lên các bạn. Dạ. Đằng sau này nó có đồng tiền của Trung Quốc nè. Đây. Đó. Rồi nó chính giữa nó có con rồng của Disneyland nè. Đó. Rồi xung quanh là nó vàng. Cái này thì thôi khỏi có gì để bàn cãi rồi, cái này nó quá đẹp đi. Gọi là khắc laser mạ vàng đồ này nọ, Nam Ngô Farm đồ. Là cái tăng này là 4 triệu. Ừ. Tăng này là 3.8 triệu. Ok. Dạ. Đó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị màn thả kiến. Thả kiến đi. Bây giờ trước tiên là các bạn sẽ thả tổ sang bang trước đi. Nó bự như con gián vậy đó. Ừ. Dạ đó là con to đó, con to. Còn cái con bên đây là con major. Đây các bạn. Các bạn có thể thấy con Queen. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, cuối năm đi giao hàng ha. Có khách đặt da heo mắm tỏi với lại cái gì á, tóp mỡ liền da mắm tỏi. Khách đặt tự tay mình đi giao luôn. Ok, để giao đây, giao hàng cho khách rồi trò chuyện các thứ rồi này nọ ha. Đây có ai đặt da heo mắm tỏi với lại tóp mỡ liền da không em? Có. Trời, đi giao hàng lọt vô chỗ này ngộ quá, chỗ này kỳ quá ta, chỗ này chi tùm lum ta la vậy. Rồi. Ủa mà quên, ở đây có ai đặt hàng không? Dạ, tụi em có đặt hàng không? Ừ, không có. Đi. Thôi lộn rồi, đi ra ẩu rồi đó, lộn rồi. Ok, hello. Hôm nay tới đây là mình có order của HT. Hai cái tăng kiến rất là đẹp, to hơn chắc gấp 5-6 lần cái tăng cũ của mình đó các bạn. Và hai đàn kiến rất là đỉnh luôn. Thì hôm nay là vừa ở bên HT đặt đồ ăn, ăn vặt. Mình đi giao sẵn, mình sẽ lấy hai tổ kiến về. Tết này mình nằm ở nhà, mình canh igu đẻ và mình ngắm kiến. Đây em ơi, anh để đây nha. Anh em cuối năm có vẻ bận rộn quá, trời sao rớt rồi. Không, nó hít vô anh. À, nó hít hả? Cái này là cái đồ cho kiến uống nước. Dạ, đúng rồi. Đồ nước nha các bạn, hai cục này hai cục hít. Đây, đây là hai cái tăng của mình đặt đây các bạn. Lấy em phải tắt đèn hết, em biểu diễn hết nha, gọi là âm thanh ánh sáng rồi cho anh coi nha, anh gửi cho mọi người coi luôn. Đó. Này gắn đâu lại nè. Vậy đây. Đây các bạn. Mấy anh em đang lọc kiến, đang lọc. Gắn vô em. Dạ, ok. Ồ, có vợ xong thấy đẹp trai ghê. Chưa tàn lắm đâu, mấy tháng nữa đi em rồi. Đúng rồi. Rồi em sẽ thấy cảnh. Giờ là bắt đầu đi đâu cũng phải xin tiền rồi đó. Sướng cái là ăn xong đứng dậy đi. Dạ đúng rồi, bảnh lắm anh, lúc đó thì bảnh thôi. Chứ mình đi với bạn thì hết bảnh. Đang trả lời tin nhắn hả em? Đang làm việc hả? Làm bài viết hả? Làm bài viết, còn bên đây là làm tiếp fanpage anh. À đây là làm fanpage, còn đây là làm bài viết. Trời quá đã luôn. Anh em sơm tụ quá, đông vui quá. Bạn này là năm nay bạn làm xuyên Tết luôn. Bạn này làm xuyên Tết, à phục vụ xuyên Tết luôn hả? Không phục, không phục vụ xuyên Tết nhưng mà làm xuyên Tết. À chịu trách nhiệm chăm sóc, dạ, chăm sóc các bé trong ngày Tết luôn. Dạ. Rồi có tặng bonus tặng gì không? Bonus gì anh? Bonus tặng gọi là chăm Tết thì có được ưu đãi gì không? Không, đó quan hỷ thôi. Quan hỷ hả? Tuyển một cô gái đẹp cho nó đỡ buồn, nó làm gì đỡ buồn. Nó cũng muốn lắm anh. Mà áo thích thích kìa. Thích thích hả? Sao mắc cỡ hả? Trời ơi, có hai cái má lúng đồng tiền này, gái mời lắm. Đúng rồi. Đó thì hôm nay em sẽ giao cho anh hai tổ. Hai tổ đúng không? Hai tổ kiến, trước tiên là kiến đi. Thì một tổ tên là Sang Bang với một tổ là Singularis. Sang Bang hả? Dạ, Sang Bang, tên nó là Sang Bang. Có đâm bang. Sang Bang lấy giùm anh cái tổ Sang Bang đi ạ. Đây mình cho hai cái tổ ra đây đi, hay mình ngồi góc nào ta, rồi cho qua đây đi. Dạ ra cái tổ coi hai. Cái không, bây giờ mình quay kiến cái nha, rồi mình cho hai cái tổ nó qua bên đó luôn. Ok. Bây giờ chuyện tại vì nó nặng lắm. Nặng lắm hả? Nặng lắm. Bây giờ mới kêu anh phải đi xe bự mới. Này lát em bắt anh đậu xe xa quá, lát em phải chở ra giùm anh. Dạ đúng rồi, nguyên đám tụi em sẽ chở ra. Ok. Chứ sao bưng nổi. Bưng này đã thở luôn á. Đây các bạn, giống như mình đã có giới thiệu sơ sơ các bạn á, lát mình sẽ quay kỹ ha. Một cái thì theo phong cách gọi là hoang mạc. Đó các bạn thấy là có
những cái bộ xương đó là bằng nhựa nha. Đèn. Những cái bộ xương đó là bằng nhựa. Còn bên này á là gọi là La Mã cổ đại. Đó, dạ, có những cái rồi. Cột này nó ngã nghiêng ngã ngựa, có một con Red Dragon. Đúng hơn là cái này là làm theo cái phong cách là Bắc Mỹ em. Bắc Mỹ. Dạ, thần thoại Bắc Mỹ á. À. Có cái búa của Thor kìa. À, có búa Thor luôn. Ồ dữ à. Đó. Kim cương châu báu sao em làm cho anh xương sao lộ dữ à. Dạ, tại vì nếu mà để không á nó bị nhìn nó đơn sơ quá anh. Nhìn đơn sơ mà chấm thêm chút cái nó hơi bị lố lăng. Nhưng mà nhìn cũng được, nhìn tổng thể. Này là đông tây kết hợp ha các bạn ha. Dạ. Có cái búa của thằng Thor mà trong kia có cái gọi là cái túi cái gì á, tiền của người qua đó. Dạ. Túi nhớ rồi, túi gì của anh ta? Túi em cũng hồng phát hồng bao hả? À, hồng bao, túi hồng bao. Dạ. À. Này nó làm chắc quá. Em mở ra luôn. Thôi. Hàng kiến nè. Dạ cái này lá hồi mình tắt đèn mình tắt lên đèn lên nhạc. Đúng rồi. Tắt đèn mình lên nhạc cái. Ủa cái này nó hết thích kiểu này lỡ đụng cái nó dạ không, nó cứng lắm anh. Cứng lắm. Cứng lắm, sức mình phải tì nó mới ra mà. Mình phải tì nó mới ra. Không nhưng mà cái này giờ nó hít nè, cái này nha. Dạ cái này thì đó, dàn xài vài bữa là nó lờn nó sẽ lỏng ra. Gãy cái nó không, không lỏng. Còn này ra rồi nè. Bán mua thật tình mình chịu bạn xài vài bữa nó lờn à. Đó. Đẹp quá. Cái nét. Phần công tắc là ở đằng sau ha, có một cái công tắc đó. Rồi nữa. Đó. Hoài luôn. Đồ nhà làm đâu nha, không có dạ. Kỹ lưỡng như trơn gớt tùm lum hết. Đây. Công tắc này đó hồi mình sập sình ha. À. Còn đây là cái tên của anh. Ôi ôi, đây các bạn, Nam Ngô Farm nha, MacBuy HT. Ủa em cái gì á, cái này dạ. Xài bằng pin hả? Dạ đúng rồi, xài bằng pin. Pin. Mà pin này cũng lâu lắm, anh xài chắc cả nửa năm á. Nửa năm dạ. Dặn ốc anh tháo, anh thay ra, pin bự luôn. À, nửa năm mở một lần á. Dạ, nửa năm mở một lần. Mở một lần hết pin luôn. Nhưng mà ít khi mình cũng bực lắm anh. Ừ. Cũng ít khi mình bực lắm. Giờ tại vì bữa đó phải đem ra dưỡng. Em nên... cái con Queen á em đặt lên tay anh được không ta? Dạ để không coi không. Cái kích thước bự đó nè, cắn nè. Nó thứ nhất nó cắn, thứ hai là stress. Nó stress. Nó có mùi hôi. Mùi hôi. Nó có cái mùi giống như kiến hôi của mình á mà nó hôi hơn. Hôi anh cũng đâu có ngại đâu, nhưng mà dạ. Nếu không được nó chết thì thôi. Nếu được thì lát hồi tụi em sẽ bắt ra một cái hộp nhỏ. Ừ. Để giờ bắt Queen cho chưa? Rồi. Có cái nào cho anh coi cái con Queen nó bự như thế nào? Con Queen ý là so sánh với một cái thứ gì đó đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Có cái hộp gì nhỏ nhỏ để cho rồi. Cho khán giả coi là con kiến nó có con kiến nó bự như thế này nè. Dạ rồi. Đó. Để bây giờ Long làm một cái hộp hộp nhỏ đi, hộp diễm được. Rồi để phấn vô đi. À, cái gọi là cái bộ môn chơi kiến thì nó cũng mới du nhập vô mấy anh em này thôi ha. Mới du nhập nhưng mà nó cũng rất là thú vị. Thì cũng có nhiều bạn là bắt đầu bị dính, nói là coi clip anh Nam xong rồi, nhiều bạn lắm. Em coi dạ. Clip anh Nam xong rồi em mới sắm luôn anh ơi, dính thiệt. Dạ qua đây là nói em mới coi có Nam Ngô xong rồi muốn mua bộ y chang của Nam Ngô. Thì nhưng mà đặt bộ này không biết kiếm đâu ra đâu nha. À, bộ này là bộ custom riêng cho anh Nam cho nên các bạn muốn đặt thì các bạn đợi hơi lâu á. Hơi lâu. Có khi cũng nhiều khi cũng không có đâu. Ghê vậy hả? Em cũng không làm. Em làm anh cảm thấy vinh dự quá, dạ, vinh hạnh quá dữ vậy. Này làm tốn thời gian dữ lắm. Này là cái gì đó gọi là limited nha các bạn. 3 tuần đúng không anh? Anh em mình hẹn nhau 3 tuần. 3 tuần. 3 tuần mới xong được hai cái hộp. Ừ. Dạ nó kỹ lắm, mấy cái phần chắc chắn. Cái này cho con gái chơi nè, cái này xiên sao lụ, còn cái này nhìn nó hoang mạc hơn nè. Dạ. Đó. Cái này thì mình sẽ nuôi cái tổ sang bang. Sang bang. Dạ à. Sang bang tại vì cái phần nét nó nhỏ. Ừ. Còn cái tổ này mình sẽ nuôi cái tổ con kiến này là kiến to nhất Việt Nam. To nhất Việt Nam. Dạ to nhất Việt Nam. Mm. Singularit. Singularit. Dạ. Mm. Ở đây nó sâu hơn cho nên mình nuôi được bực bội chứ. Chứa lần đồ mới. Đồ mới chứa lần ở đây nó sâu. À. Mấy con bự nó sẽ ở được. Ồ. Oh. Còn phần này thì nó nông chút xíu. Nó nuôi con sang bang nó. Sang bang nó. Cái đít nó màu đỏ. Với phần đầu nó màu đỏ. Ừ. Đúng rồi. Tí nữa mình sẽ xem luôn. Anh muốn kìm những con kiến nào mà nó màu sắc chút xíu. Nhìn cho dạ. Nó. Nhưng mà nó phải bự. Bự mà dạ, có phải màu bự. Sắc. Ừ. Thì đấy. Tổ đó của anh đây. Con sang bang nó được cái là nó có cái lớp lông nhung. Dạ, à. cái phần có lông đít anh. Đó, dạ. Hun người má. Hun người luôn hả? Hun người luôn.
Vậy không gành rồi, không gành chơi có lông đất đâu. Còn quan tâm tới đất đây. Không à? Đây, nó có... Nó nhìn thấy cái... nó có lông á, lông tơ tơ trắng trắng nè các bạn. Mà đít nó màu đỏ ha. Kiến đít đỏ. Tí nữa em sẽ bắt con... Queen của Singularis ra rồi mà so sánh với một con to nhất ở bên đây. Để cho mình coi cái sự chênh lệch về size của tụi nó. Tuyệt vời luôn. Tụi này cũng đã gọi là thuộc dạng to rồi đó anh. Đã quá, đẹp quá các bạn. Rất là thích luôn. Dạ. Cái chuồng cũ của mình á thì nó hơi nhỏ, cái cũ đang có nhà nó hơi nhỏ. Dạ. Ngắm nó không có sướng các bạn, tại cái không gian nó có chút xíu rồi nói chung là mình sau khi mình đem về sướng một hai ngày đầu thì bắt đầu mình thấy nó không đủ đô mình cho nên là mình nói chịu ơi, thiết kế giùm anh hai cái nào nhìn cho nó hoành tá tràng chút xíu. Có dạ. Muốn làm bự nữa, có bự nữa không ta? Bự nữa cũng được anh, gấp 3, gấp 4 lần hay là thậm quan trọng là cái số lượng thành viên ở trong dạ, đó. Dạ đúng rồi, không? Số lượng thành viên. Cái phần khó khăn nhất của cái tăng kiến là cái phần này nè. Phần nét. Nét. Chứ ở phần trên đây thì anh rộng cỡ nào cũng được. Rộng thì mình phải đồng nghĩa với việc cái nét phải bự bằng của cái tăng. Cho nên cái phần khó nhất là làm phần nét này là lâu nhất. Phải ngâm nước rồi xử lý đủ thứ hết. Này là đất hết à? Nó là thạch cao đó. Thạch cao. Dạ thạch cao. Đâu để mình khiêng thử một cái coi nó nặng không. Dạ cái này nặng hơn nè anh thử đi. Rồi. Bữa này di chuyển này chắc cỡ cất hai cái tăng đó nha. Cỡ chục ký á các bạn, chắc cỡ chục ký á. Không tới, em nghĩ không tới, khoảng 9 ký rưỡi. Hoành tráng không, y như đập cúp gì vậy ta. Rồi, quá đẹp luôn. Đó bây giờ mà anh muốn mình bỏ kiến vô luôn không? Bỏ kiến luôn đi. Bỏ kiến vô thì em sợ chạy xe về. À không, mình đi xe ấy mà. Đi xe hơi mà. Vậy bỏ kiến vô luôn. Bỏ nó xong rồi thắt dây an toàn. Ok, vậy luôn. Trước. Thắt ship bell luôn hả? Thì bây giờ mình sẽ bắt con Queen ra. Ok. Bắt con Queen ra để mình so sánh cái độ to của nó. Cái này để làm gì em? Dạ cái chỗ cái khu vực đó là khu vực cho ăn đó anh. À. Để mình bớt mình không làm dơ cái phần outer. Ồ, có cải tiến hả? Dạ, có cải tiến hơn. Thì đây là cái phần uống nước. Mình không cần phải để chén nước trong nữa. Mình okay. Chỉ cần để một cái chén đường nhỏ ở trong góc thôi. Là đủ. Mà thậm chí tuổi to này nó cũng không cần tới đường nhiều. Anh cho nó ăn đạm nhiều càng tốt. Là có nghĩa là săn mồi liên tục. Còn cái phần cho ăn thì anh cứ cho ăn bên đây. Này là cho ăn. Dạ, anh mở cái nắp ra anh cho thức ăn vào. Rồi nó nằm ở đây là tụi nó sẽ tự qua tụi nó sẽ tự đó tới đó mà mồi á, nếu mà anh không muốn nó chạy ra đây lộn xộn thì anh cứ giết con mồi trước. Mình cứ làm cho con mồi tê liệt trước rồi mình cho ra đây. Ok, thì coi như đây là cái thùng rác luôn. Ăn xong tụi nó sẽ xả nước đồ, xả đồ ăn ở đó, mình sẽ dọn phần này, mình không cần phải đụng tới outer nữa. Ok, thì cái tăng này nó có thêm hai cái cải tiến là có thể gắn thêm các bộ phụ kiện khác hoặc là một cái tăng khác nữa. Thì đây và hai cái phần này là bốn phần này chứ là để chăm ẩm anh. Chăm ẩm cho đây nét. Dạ chăm ẩm cho nét 1, 2, 3, 4 và có một cái làm riêng cho anh nữa. Thôi đó là cái sập sinh à, đèn đốm rồi đúng không? Dạ đúng rồi, để mình tắt đèn cái đi ạ. Mình tắt cái đèn này với tắt cái đèn ấy luôn. Ôi. Rồi lên tới thôi luôn. Ê đây đó, rồi này công nghệ mới các bạn, mở đèn lên xong phải gõ cọc 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 đèn nó mới lên các bạn. Dạ thấy ghê thiệt đó. Thì cái này mình cái đèn này gắn để mình buổi tối anh chiêu anh xem chút thôi. Ok, nửa tiếng tiếng anh đi ngủ. Chứ nếu mà anh bật suốt thì con kiến nó stress. Chung là mình chỉ để mình theo dõi cái tăng thôi. Đúng rồi, mình cũng khám phá coi cái đời sống trong bóng tối. Dạ, của nó như thế nào, nó làm cái gì trong đó. Hay quá. Đó, thì cái này là làm riêng anh, thì cái phần công tắc nó nằm phía sau. Ok. Dạ rồi. Rồi mình cho xin lại ánh sáng kìa, thắp sáng cung điện lên. Quá hay luôn. Các bạn dạ. Các bạn có thể coi cái thấy cái tăng này, các bạn có cái cảm nhận gì có thể comment bên dưới cho mình ha. Xin gu trước. Cảm nhận cá nhân của mình á thì nó đẹp các bạn, nó rất là đẹp. Nhưng mà cái này nó hơi gọi là cẩu lương quá, nó hơi mau mèo quá. Dạ. Nhìn nó cũng hơi cái gì quá.
Còn mà không kia, sao, nó vẫn đẹp. Cái kia thì nó đúng gu của mình luôn rồi đó. Cái kia thì nó đúng gu luôn. Nè các bạn coi nè, cái này là tân cổ giao duyên. Nó có gọi là cây búa của Tho nè ha. Đằng sau này nó có đồng tiền của Trung Quốc nè. Đó. Rồi nó chính giữa nó có con rồng của Disneyland nè. Đó. Rồi xung quanh là lá vàng. Rồi rải này là của Việt Nam, xin sao học lụ. Dạ. Đó. Rồi có tối con gì ở đây nè. Con gì anh? Cái lửa cái gì á? Cái nón, cái nón của nón. Lính La Mã của cái gì? Cái ông Asin á. Cái gì qua này, giác đấu, võ sĩ giác đấu. Cái gì nữa không ta? Nhiều quá. Này là nhà có nhiều chơi nhiều đó. Này là chuông vàng giọng cổ. Đúng rồi, tân cổ giao duyên. Tân cổ giao duyên. Rồi qua cái này. Cái này thì thôi khỏi có gì cái bàn cãi rồi, cái này nó quá đẹp đi. Cái này nó rất là đẹp. Cũng có phần tên của anh luôn. Đây các bạn. Có custom riêng ha, có gọi là khắc laser, mạ vàng, đồ này nọ, Nam Ngô Farm đồ. Quá dữ luôn. Đây là phong cách hoang mạc ha. Sahara. Thì cũng nghe anh Nam chia sẻ rồi. Đồ bùm. Không sao, không sao anh. Này gắn sao? Dạ mình cứ gắn vô lại thôi. Cứ để là hết thôi. Dạ hết thôi. Bởi vì cái này anh đè vô cái nào nó đổ. Đúng rồi, nó có nghĩa là hồi nãy giờ các bạn thấy rớt hơi nhiều thì các bạn nghĩ là làm không chắc chắn, nhưng mà thật sự không phải, tại vì ở đây chúng ta kết nối bằng gọi là 500 hít, cho nên là tại vì cái không gian này hơi chật, nhiều khi cái đầu gối mình nó quẹt một cái nó ngã, chứ không phải là gọi là không phải là đồ mã đâu ha. Này đồ xịn á. Này không phải đồ mã đâu, này hàng custom riêng á. Dạ đạt ra. Cái bảy nhà sao nó chưa đẻ ta, anh thấy cũng ổn định lắm rồi. Nó chưa đẻ hả anh? Chưa đẻ. Anh thấy nó có trứng hay ấu gì không? Anh cũng không thấy lắm. Không thấy, nhiều khi nó giấu anh. Giấu hả? Với cái đằng nó hơi nhỏ. Đúng rồi, anh thấy nó cũng hơi nhỏ và so với cái dòng đó. Ừ. Nên cái nhiều khi nó giấu á. Ừ. Hay mình làm cái nữa cho ra ta. Mà nghe anh cũng chia sẻ là anh cũng thích cái, anh thích cái kiểu sa mạc. Ừ. Mà em có đưa cho anh một cái mẫu là về kiểu nhiệt đới. Ừ. Anh do anh chơi bò sát nhiều quá, đúng rồi, nhiệt đới anh thấy quá trời rồi, cho nên nó có rất là nhiều kiểu làm các bạn. Có kiểu nhiệt đới kiểu rừng rậm Amazon đồ á, thì cái đó nó khá là quen mắt trong cái thiết kế cái terrarium của bò sát, đâm ra mình không có chọn đó. Mình chọn cái này đó, chọn cái này và cái này. Cái này thì nó tân cổ giao duyên mà. Nhưng mà cũng ok, nó vẫn là một cái nét gì đó độc đáo. Hai cái này gì đó chi phí là bao nhiêu ta, để anh cho các bạn tham khảo luôn. Cái chi phí là cái tăng này là 4 triệu. Ừ. Tăng này là 3.8 triệu. Ok. Dạ. Yeah. Đó. Rất là to ha bạn ha, to chắc gấp phải gấp 4, gấp 4 5 lần á, 4 5 lần cái tăng kia đó. Đó. Thao hơn cái chục lần á. Rồi anh nhảy cái chục lần cái kia chút xíu à, nhìn dạ. Nhìn vô một cái thấy hết trơn rồi, dạ, không có rồi. Cái gì gọi là rình mò hết trơn á. Dạ. Có như xô hết. Thì cái tăng này nó rất là đẹp các bạn. Nó cái tăng kia nó khó coi ở chỗ này nè. Kia nằm trên, còn cái này nó nằm mút đằng sau, mỗi lần nó mở nắp đồ ra nhìn nó khó lắm. Dạ. Nói chung là hai góc nhìn, một cái nhìn trực diện, còn cái phải nhìn xuống, cho nên rất khó nhìn. Dạ. Còn này ví dụ như mở cái nắp ra mình sẽ nhìn trên nhìn xuống được luôn. Đó, nó dễ nhìn, dễ cái quan sát hơn. Nó sẽ thích hợp hơn khi mà mình decor cái nhà luôn. Ừ. Decor phòng khách hay là phòng ngủ của mình cũng được. Ừ. Để tính đặt toilet luôn. Dạ, đặt toilet hết sảy luôn. Cho nó kiên nhẫn chút xíu. Cho nó kiên nhẫn. Vô chỗ mình tận tâm ha. Tận luôn. Rất là đẹp. Rồi bây giờ mình chuẩn bị màn thả kiến. Thả kiến đi. Bây giờ trước tiên là các bạn sẽ thả tổ sang bang trước đi. Tại vì cái tổ... Ồ, Singu đâu? Singu bắt được chưa? Không, không. Ý là Singu bắt được con Win chưa? Bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái con Win của con Singu trước đi. Ok. Rồi mình... Đây. Đây là con Win của Singu. Nó bự như con gián vậy đó. Ừ. Dạ, đó là con to đó. Con to. Còn cái con bên đây là con Major. Đây các bạn. Dạ, là kiến linh. Các bạn có thể thấy con Queen nó to như thế này đây. Đó, nó như con ong á. Ừ. Thật là đã luôn. Trên người nó có gì trắng trắng á nè. Dạ, do tụi em bỏ phấn á, để cho nó không leo lên được khỏi cái hộp đó. À. Tụi em đang bắt ra đó. Bắt ra cho nên phải để vậy. Phải dạ. Phấn không hay cái gì dư đó.
Còn hai con này là gì? Nãy nói là con này là Walker nè. Walker. Walker, con này là Major. Major. Ừ. Trong một cái tổ kiến nó có bao nhiêu cái gọi là vai trò ta? Nhiều, nó khá là nhiều vai trò. Rồi Win nè, Win là thứ nhất. Walker là thứ hai, Walker là bắt buộc phải có của bầy rồi. Major là kiến lính. Rồi Super Major nó gọi là kiến đặc nhiệm đi. Khi mà cái tổ của nó cần nhu cầu xong rồi cho nó sẽ ra cái con Super Major. Có nghĩa là khi mà nó cần nhiều đạm hơn, nó sẽ cho những cái con lính gọi là đặc chủng, gọi là mấy con lính chuyên nghiệp hơn. Kiểu vậy. Rồi một con là con drone. Con drone là con kiến đực. Kiến đực thì khi mà nó sinh ra nó sẽ có cánh. Sinh ra một thời gian nó mới có cánh, khi mà nó có cánh bắt đầu nó sẽ phối. Nó phối với con chúa non. Con kiến chúa non. Thì cái con kiến chúa non đó nó sẽ giữ cái tinh trùng của con kiến đực đó và nó đẻ tới chết luôn. Nó đẻ hết vòng đời của nó luôn. Đẻ liên tục. Nghe cũng hơi rối rối. Nghe cũng hơi rối rối các bạn. Đầu tiên thì kiến là theo mẫu hệ ha, rồi coi như là nó không có đức vua mà nó chỉ có hoàng hậu thôi đúng không? Dạ, có con rồi. Queen. Thì dưới con Queen là tới gì? Kiến nãy em nói gì, kiến thợ hả? Dạ kiến thợ. Kiến thợ. Rồi trong kiến thợ, dưới kiến thợ là nó có kiến lính. Rồi khi mà gọi là cái quy mô nó rộng hơn, cần phải săn mồi hơn thì nó có con tổ trưởng. Dạ đúng coi rồi. Như là tổ trưởng thôn phố. Của con kiến lính. Rồi gì nữa? Rồi có con kiến kiến đực. Dạ. Khi mà nó cần phải phát triển cái tổ rộng hơn á, và khi mà cái tổ của anh nó đang vững mạnh và nó có nhiều đạm, nhiều thức ăn dự trữ các kiểu, thì cái con kiến chúa nó sẽ sinh ra cái con chúa non. Chúa, có chúa non nữa. Dạ, chúa non là nó đẻ ra cái con y chang nó vậy đó, nhưng mà còn nhỏ thôi. À. Sau đó nó sẽ đẻ luôn thêm một con đực nữa. Ừ. Con đực đó là khi mọc cánh là nó sẽ phối với con chúa non. Ừ. Và từ đó là thêm một con, bày thêm một con chúa nữa. Ừ. Thì cái tỷ lệ tăng số lượng bầy lên, cấp số nhân lên. À. Ủa nhưng mà những con Queen nó sống với nhau nó có hòa thuận không ta? Dạ hòa thuận chứ, nói chung bầy nó hòa thuận. Còn ví dụ như mình tách ra hay là mình lấy một tổ khác vô nó sẽ đánh lộn. Nhưng mà cái con chúa đầu đàn với lại cái con chúa non mà sau này nó lớn lên á thì nó có khác biệt về giai cấp không? Hình như là không anh. Hay là nó cũng ngang bằng nhau hết? Nó ngang bằng nhau hết tại vì nó cùng một tổ mà. Tụi này nó mỗi con là nó một cái vai trò, mỗi con một trách nhiệm khác nhau. Cho nên mạnh ai lấy làm chứ không có phân chia cái kiểu là mày phải phục vụ tao, tao phải phục vụ mày kiểu vậy. À. Chỉ có con chúa là nó là trên đỉnh. Nó là cái con mà duy trì cái sự sống của cái tổ. Cho nên tất cả các con khác phải phục vụ cho nó. Dạ. Em cũng mới vừa rồi cũng mới có kiến chúa. Đúng rồi, mới có kiến chúa. Em lộn xộn là em no đó. Mới đám cưới các bạn mặt tươi phơi phới. Rồi bây giờ vậy mình sẽ thả tổ to nhất Việt Nam vô trước đi. Thả to nhất Việt Nam là kiến gì? Lang bang gì hả? Không, Singularis. Singularis. Dạ, Camponotus Singularis. Là này đây. Dạ đúng rồi. Ok các bạn, hẹn các bạn clip lần sau. Chúc mọi người xem clip vui vẻ. Ngày mai mình sẽ cho các bạn coi thả kiến như thế nào. Bye bye.